Cáo gì ló miệng thấy một vật mà. Cáo gì ló miệng thấy một vật mà. ก็ไป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 ก็
Đây đấy nhỉ. Xem cái quả nó thối à. Kia đấy. Quả này ngon hơn đấy nhỉ. Quả này già nhưng mà tại sao nó bẩn thế này. Quả này nó dùng nó bẩn luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
là lan à? À em ơi, đây là ngan à? Không, đây là vịt anh ạ. Anh có biết ngan đen? Đây vô 89 thì là to nhà. Bảy đứng trước. Em mua cái móc hàng trước rồi. Đó. 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 Mình cán bộ thu cho mình hải tạm cán bộ tốt xong là lại đi hộ mua nên là thế ở được thì thôi không có quả nào. Con đi ba con. Chấm một chai xin. Ồ. Em bảo là em bảo để má thì đăng ký à. Hát tí nữa gì lên trên biên giá à? Em biết là có kịp chạy đâu mà. Dưới cho em. Cho nó tươi. Cái gì? Ê, cái gì? À, lo tâm. Vâng. Mấy cái mày lấy đi lấy bộ đi cho bọn lấy cái này được bao nhiêu mày bảo mình đi thì không ở đâu để xem à con bé được một chiếc cầu tiên. Thì tự nhiên để em ở chỗ đây à? Nóng quá. Thế mà lắm nó bắt phải lọc mưa rồi lúc nào. Mưa rồi.
Con lấy bịt được không? Cái mũi đen à? Cô nuôi được 5 con 5 con.